Các anh thì có để một hộp sữa cúng cho bé ở trên cái quách. Ở trên nhà tang lễ á, là đem về làm như ba mẹ nó lâu qua đó, tức là làm như nó theo mình luôn á. Theo anh. Nhớ. Bắt đầu lên mình nói chơi, cái bắt đầu nó khóa mình, cái mình mua sữa lên cho nó hết. Khóa anh như thế nào? Bên vai mình nè, giả bộ lên cái mình đốt nhang rồi cái bắt đầu mình cái ông Quốc tài xế vô, nó anh Quốc ơi vô đốt nhang cho bé đi. Cái ông ấy sao ông không đốt nữa? Tôi đốt người lớn không à, chỉ nói chơi vậy thôi, là chút xíu vậy mình đang nghe. Nó nhức làm như dở lên không lên. Đó là mình biết rồi, cái mình đi mua sữa về cái hết. Sữa chứ cây rồi bánh là lên cúng anh ha. Vậy là cảm giác là nặng cái vai như đúng là rồi. Bé đeo gì đó hả? Ừ. À. Hiện tại thì Nhân đang có mặt trên chuyến xe nghĩa tình mai táng từ thiện Nhật Tâm. Tối hôm qua thì Nhân có nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ một cô. Thì cô có cho biết là cháu nội của cô là vừa sanh non mất, và ba mẹ của cháu thì trong lúc bối rối thì không còn biết gì nữa hết và chỉ biết khóc mà thôi. Gia cảnh thì cũng rất là khó khăn. Lúc đó thì đã không có vào bệnh viện để lấy xác được bởi vì đã hết giờ làm việc rồi. Sáng hôm nay thì đội của anh Nhật Tâm gấp rút vào bệnh viện Hùng Vương để lấy xác ra và mai táng, từ thiện hỗ trợ không đồng cho gia đình. Nhân cũng đồng hành để tìm hiểu xem là hoàn cảnh như thế nào để có thể xem là giúp được gì thêm hay không. Bây giờ thì xe đang vào nhà xác đúng không anh trai? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Còn cô là bà nội đúng không cô? Dạ đúng rồi, bà nội. Dạ, tối hôm qua là cô gọi con á hả? Một. Hôm nay thì đội của anh Nhật Tâm ngoài trường hợp mà Nhân đã kết nối thì vẫn còn thêm một trường hợp nữa. Thì hiện tại ở trên xe cấp cứu đang có đến 2 chiếc quách. Hôm nay là hai đám luôn ha anh? Đúng rồi. Dạ. Ở đây một quách, ở trên đây còn một quách nữa. Hôm nay thì ngay tại bệnh viện này có hai bé mà đội anh Nhật Tâm cũng như Nhân là sẽ hỗ trợ mai táng miễn phí. Bởi vì hoàn cảnh rất là khó khăn. Thực sự nhìn những cái chiếc quách nhỏ như thế này mình thấy rất là đau lòng, bởi vì các bé chưa có nhìn được cuộc đời bao lâu hết. Bây giờ thì các anh sẽ mang chiếc quách vào bên trong nhà xác để liệm cho các bé. Chị là mẹ của bé hả chị? Dạ. Dạ chị tên gì? Em tên Ngân. Dạ. Em tên Ngân. Dạ chị Ngân ha. Chị Ngân bao nhiêu tuổi rồi? Em 24. Dạ. Bé vì sao mà thấy chị, em nghe lý do ban đầu là sinh non hả chị? Dạ. Dạ. Khi mà mình đi khám định kỳ thì có ổn không? Đi khám định kỳ thì lúc mà 28 tuần thì em bé vẫn ổn. Lúc mà 30 tuần em bé vẫn ổn. Mà tới 10 mấy ngày sau này là em bé mất ổn. Hôm qua em mới đi khám thì bác sĩ nói là em bé mất tim thai rồi. Sinh non như vậy thì bao nhiêu tháng? 31 tuần. 31 tuần mà hả? Dạ. Dạ. Rồi chồng đâu rồi chị? Dạ chồng em ở trong đang nhổ xác con. Ừ. Em có nghe bà nội á, tức là cô nè, có chia sẻ đó là hai vợ chồng thì cũng rất là khó khăn. Dạ. Dạ. Em thì... ở nhà cũng bán cơm mà phụ mẹ em bán người kia. Dạ. Chị ở nhà thôi hả hay là? Dạ. Mình ở đâu lận? Em ở trong Vĩnh Lộc á. Vĩnh Lộc hả? Rồi chị với lại chồng là làm công việc gì, phụ bán hả? Dạ. Là cả hai vợ chồng luôn. Rồi đây là con đầu lòng của mình hay là? Dạ con thứ hai. Con thứ hai. Bé đầu tiên khỏe mạnh không chị? Cũng khỏe mạnh. Dạ. Rồi hôm qua thì mình nhập viện hay như thế nào? Em nhập viện vô thì em sanh. Lúc đó mình đau bụng hả? Nó ra ói rồi nó ra luôn. À. Rồi sức khỏe của chị hôm qua nay như thế nào rồi? Bình thường. À, rồi khi mà nhập viện như vậy thì chi phí rồi để mà hôm qua nay á chị thì có nhiều không? Dạ mấy triệu.
Rồi mình có đủ tiền mình trả không? Dạ, không có. Chồng em cũng vay em mượn mà. Rồi hôm qua nay mượn hết bao nhiêu? Hết mấy triệu. 3 triệu. 3 triệu hả? Mượn ai chị? Mượn nhà, mượn giọng mấy cô, mấy gì. Dạ. Còn hai vợ chồng mình không có tiền để dành dụm hả? Cũng có đỉnh mà tiền thuốc mang mấy bữa đi khám rồi này kia mấy khi mà cũng hết rồi. Dạ. Từ đầu đến giờ mình khám thai á, mình khám có nhiều không? Dạ, khám hoài à, khám thường. Tại muộn cứ 2 tuần đi khám một lần. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ dự định là mình sẽ đưa vào bệnh Hưng Hòa để mình hỏa táng. Dạ. Dạ. Thì nếu như mà bà nội không có gọi được cho em á, và đội của Nhật Tâm không đến đây á, thì em nghĩ là cái chi phí viện phí nè rồi đi hỏa táng cũng sẽ rất là nhiều á. Dạ. Thì lúc đó chị lại tiếp tục vay mượn hả? Dạ. Và bây giờ như thế này, em hỗ trợ cho gia đình mình ha. À, đây là 7.030.000 em hỗ trợ cho gia đình mình để nhang khói, lo cho bé cho được tươm tất, bởi vì thực sự bé cũng rất là tội nghiệp ha. Để em đọc danh sách cái nha, chị cứ cầm tiền trước đi. Cảm ơn. Dạ. Nhân xin chân thành cảm ơn, nhân xin trích từ quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn một mạnh thương giấu tên là 500.000, gia đình Vũ Phan Kali 500.000, Lê Thanh Liên ở Đài Bắc Đài Loan 4.728.000, chị Trần Mỹ Linh 1.000.000, Hoàng Thị Thảo 300.000, tổng là 7.028.000, dạ là 7.030.000 em gửi cho chị đó ha. Dạ. Em cảm ơn mạnh thường quân và dạ. Mọi người. Thôi thì mong gia đình mình sớm vượt qua nỗi đau ha. Dạ. Dạ, nhà chị có theo đạo không? Dạ có, mẹ chồng. Là đạo Phật hả? Đạo Chúa hả? Dạ. Vậy mình có phải vào nhà thờ mình làm lễ gì không? Em đạo Phật. À vậy hả? Vậy thì thôi mình cố gắng niệm Phật cho bé sớm vãng sanh ha. Dạ, em chị nhớ giữ sức khỏe ha. Dạ. Dạ, cô là bà nội ha. Không dạ. Thì hồi tối hôm qua khi mà con nhận cái cuộc gọi á, là hình như là cô nhờ ai đó gọi hả? Dạ, lúc đó là như thế nào hả cô? Không biết đường đi nước bước nữa. Tại vì em hỏi thăm người ta, ta chỉ dẫn em mới biết, không biết. Chứ để cho bệnh viện làm thì mình không có khả năng lo cho cháu. Dạ. Rồi hôm qua thì cái hai anh chị là phải vay mượn hả? Không nghe, cái mượn người ta. Tại cái đứa cháu nó không đầu tiên mà. Dạ. Ở gia đình mình thì hiện tại đang ở trọ hả? Rồi cô làm cái cô buôn bán về cái gì? Thì bán quán cơm nhỏ vậy đó. Cơm. Dạ. Rồi hai vợ chồng chị thì phụ thôi. Rồi còn chồng của cô? Làm hồ. Chồng của cô phụ hồ hả? Làm hồ. Rồi cô cũng lúc mà con đi theo cha cũng đi theo phụ. Không có việc cái nhà khổ mẹ. Vậy là do mình, gia đình mình là ở thuê hết? Dạ, đúng là ở thuê hết, 4 người gia đình ở thuê chung nhà. Dạ. Mà bây giờ thì bé cũng đã được đưa ra. Các anh thì có để một hộp sữa cúng cho bé ở trên cái quách. Và cùng với đó thì cũng đang thắp nhang ở bên trong xe. Để đưa bé về lò thiêu Bình Hưng Hòa. Hồi trước giờ khi mà anh Trái làm mai táng miễn phí như thế này á, thì anh Trái đã từng nhiều lần gặp các bé như vậy chưa anh? Nhiều. Dạ. Có cái hoàn cảnh nào mà làm cho anh phải nhớ không anh? Tội nghiệp quá. Có một ca. Dạ, có một ca lúc mà trên nhà tăng lễ á. Dạ. là đem về làm như ba mẹ nó lâu qua đó, cái vào làm như nó theo mình luôn á. Theo anh. Nhớ.
Cái đầu lên mình nói chơi, cái đầu nó phá mình, cái mình mua sữa lên cho nó hết. Phá anh như thế nào? Bên vai mình nè, giả bộ lên cái mình đốt nhang rồi, đốt nhang rồi kéo đầu mình cái ông quốc tài xế vô, nó anh quốc ra vô đốt nhang cho bé đi. Cái ông ấy sao ông không đốt nữa, tôi đốt người lớn không à, chỉ nói chơi vậy thôi là chút xíu vậy bên đây nè. Nó nhức làm như giỡn lên không lên. Đó là mình biết là cái mình đi mua sữa về cái sữa cho cây rồi bánh rồi lên cúng anh thôi. Vậy là cảm giác là nặng cái vai như đúng là rồi. Bé đeo gì đó hả? Ừ. À. Có một bé đó, bé một đó, bé đó. Nhớ bé đó. Ừ. Bởi vì mình mới nhận là con nuôi luôn á. Con nuôi luôn hả? Rồi có đặt tên không? Có tên nhưng mà chắc quên. Nó giờ còn anh Cảnh hay gì á. Dạ. À, nhưng mà anh Cháy khi mà làm cái công việc này thì tiếp xúc với người mất nhiều. Thì không biết là còn cái câu chuyện tâm linh nào mà anh đã từng gặp trên những chuyến xe này không? Chưa, hồi đó giờ chưa bao giờ gặp. Chỉ có bé đó thôi. Dạ. Dạ. Chưa có bao giờ gặp cái gì hết trơn. Hầm như mình không biết sao mà người ta phù hộ hay sao mình không cho mình gặp. Dạ, chứ nếu như gặp nhiều khi cũng không dám làm. Dạ. Thì đây là các bé, người lớn thì mình nói chung là mình cũng gọi là đỡ đau xót hơn. Còn như các bé này á thì thực sự rất là buồn đúng không anh? Cảm giác của anh khi mai táng những bé này như thế nào? Rất là buồn, mình cũng là có con mà. Dạ. Thấy mấy hoàn cảnh này buồn lắm. Dạ. Làm nhiều ca anh bé lắm rồi. Đem lên nhà tang lễ cũng là mấy ca, cũng nhà trọ đem lại đó. Mình cũng đi hỗ trợ, đi thiêu nửa đêm nữa. Nói chung là chưa có nhìn được cuộc đời mà đã phải đi như vậy rồi thì đau lòng đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ thì chuyến xe sẽ về Bình Hưng Hòa. Dạ, đúng rồi. Có lẽ thì em sẽ không có đồng hành trên chuyến xe. Dạ. Mà em chờ đợi, hôm nay còn một ca nữa. Đúng rồi, chạy trống là chạy quay ra liền á. Dạ, dạ, là hỗ trợ luôn ca kia. Dạ. Dạ, rồi bây giờ các anh em tranh thủ đi ha. Dạ, dạ. Dạ.